ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đội ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện nhân tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung đào. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn nhìn trong đời bây giờ cũng thế thôi. Mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Làm chi đau nhói tim một đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Vâng, vừa rồi thì các bác được nghe qua cái chất âm đến từ cái bộ dàn ở đây em đang của giữa con MA và con MS3 nhé, MA3 MS. A và S thì nó cũng tương đương nhau thôi. Dạ. Đấy. Về thức thì quá có thể nhìn qua này. À đây cái con này thì em nói qua một chút nhá, con này thì cái bát về cơ bản thì nó là tức là đây là một cặp loa cùng seri luôn nhá. Một cặp loa này là cùng seri luôn. Nhưng có điều là con này em nghĩ là chắc là để gần cửa sổ này. Thế nên là cái màu của cái bát này nó hơi pha đi tí, còn màu con này thì màu xanh này. Đấy, và hơi pha màu đi tí nhá. Đấy, cơ bản thì nhìn nó vẫn đẹp. Nhìn em thấy nhìn nhẹ đẹp thôi, nhìn nó kiểu rất là hay, nó lạ lạ. Đấy. Còn hình thức thì y chang, không khác gì nhau, tức là cùng một mã, cùng số seri luôn, tức là sản xuất cùng sản xuất ra thì đây là một cặp nhá, đây là một cặp, bởi vì cái màu này, này trông hơi là ngược nhau rồi, đấy là chắc chắn rồi. Đấy, nó là một cặp rồi. Số seri thì đây, số seri của con này là 3440, con này là 3440, tức là cùng seri. Đấy. Cái điều là màu cái bát nó kiểu một con để gần cửa sổ, có thể nó hơi phai một tí. Về công suất loa là 50 trở kháng là 6 ohm.
Đấy. Về máy thì có nhìn qua nhá. AV thì được trang bị 4 cổng, 2 cổng in, 2 cổng out. Quang 2 cổng, 1 cổng in, 1 cổng out. Cầu kẹp đây. Đấy. Công suất máy là 55, công suất loa là 50. Ngoài ra con này được trang bị thêm một cổng USB phía sau. Đấy. Các bác có thể kết nối với Smart TV. Vừa rồi là các bác nghe nhạc trên đấy là Smart TV nhá. Vừa rồi là em đang chỉnh kết nối ở chế độ đường quang ấy. Đấy là đường nhiều hai bác gọi là giải mã đấy. Đấy nhưng em giải mã trực tiếp trên công suất luôn. Còn ngoài ra các bác có thể cắm điện thoại thông qua đường AV này. Đấy, kết nối điện thoại được qua đường qua AV này. Đấy, và chế độ chỉnh bát thép này. Con này nó có chế độ S bát nhá, tức là nhiều bát này. Không thích nghe nhiều bát thì được off. Có chữ SPD. Các bác nhấn vào chữ TOLE này. Trên SPD thì nó là SPD nó trên là chế độ SMART. Đấy. Thì các bác nhiều nghe nhiều cho về on. Còn nếu mà không thích nghe nhiều thì cho off. Và các bác nhấn lại một lần nữa thì nó ra bát. Bát đây là bát chỉnh từ âm 10 tới dương 10. Và test cũng vậy nhá, từ âm 10 tới dương 10. Đấy, thông thường thì nghe những bản bolero như này thì em hay để là bát 4 hoặc 2 và test 6 hoặc 8. Đấy. Đấy là em nghe, còn các bác nghe thế nào để cho phù hợp với mình thì cứ tự chỉnh trên máy luôn. Con này thì máy làm dòng mặt phay nhôm, mặt nhôm phay rất là đẹp. Các phím ở đây được mặt chrome nhìn rất là bóng. Lắp máy các thứ nói chung hoàn hảo, con này tuyệt vời. Loa nước cũng rất là tuyệt vời, hoàn đẹp. Sau một con đồng bát thì đây hoàn quá đẹp rồi. Đấy. Con này thì em không bao chạy CD nhá, không bao chạy CD. Dòng vào đây. Đấy. Giá của con này là 2.480.000 coi nhá. Vâng. Giá của bộ này là 2.480. Đấy. Mọi cái thông tin chi tiết thì liên hệ cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Một trong hai số thì có gọi số nào cũng được. Loa thì được trang bị ở đây là bass 13. Đấy, màng carbon gân cao su. Tép của nó là dòng món lụa rất là sáng. Kích thước vỏ là rộng 15.5, sâu là 23.5 và cao đạt ngưỡng khoảng 27. Chiều cao của máy là 15, rộng là 20, sâu là 32 tính kịch volume. Dạ vâng, mọi cái thông tin chi tiết lại đặt hàng gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 602 nhé. Một trong hai số thì qua gọi số nào cũng được. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác. Một người